sao trông gai. Bước vào đời nhau bao lâu nay, anh ơi, sao đắng cay. Thôi đành vui xấu tâm tư thôi, hết rồi còn chi đâu anh ơi, hết rồi còn chi đâu anh ơi. Một lo MG2 cái lòng bát màu trắng nó bị dơ á, về mình lấy nước sơn mình xịt lại hoặc là mình vệ sinh cho nó sạch lại nha. Giúp em phần này, bộ vàng Aqua MG1 này chức năng chính là CD hoạt động ok, MD không đọc, phía sau vàng hỗ trợ của AUX 2 đầu Avera 3.5, mình dùng kết nối điện thoại, TV, máy tính nha. Hỗ trợ ngõ súp để kết nối súp điện rời, tăng dị âm trầm, bát chỉnh hai mức trên vàng nên bát bao lực. FM là 108 bắt full tại Việt Nam. Cái đầu màu đen này rất là đẹp, màu bạc chứ không đẹp bằng đầu màu đen. Ở đây mình có thể chỉnh được color auto, em cho auto bắt đầu là demo 7 màu này nha, rainbow bắt đầu nó chạy lấp lánh 7 màu. Còn nếu mà không thích thì mình có thể cho nó một màu thôi, giống như nãy giờ mình quay clip là có 1 màu à. Bây giờ em cho đầy chạy đủ màu hết trên cái màn hình này, rất đẹp. CD AUX ok, chỉnh bass 2 mức, FM 108, chỉnh màu sắc trên màn hình, bát chắc sâu mà giá thành cực kỳ rẻ, 900.000 bộ vàng này. Thông thường bộ vàng này em bán 1 triệu 2, 1 triệu 2, lo MG2 là 1 triệu 2, nhưng mà sao dơ giờ cho các anh xịt sơn lại bán có 900.000 à. Rẻ cực kỳ rẻ mà các anh không mua là hối tiếc luôn á. Cái đầu amly màu đen cực kỳ đẹp, còn mới trang chát luôn, không mua bộ này hối tiếc cực kỳ luôn. Mua biết bao nhiêu bộ mà không bằng bộ này. Nếu mà trong đầm giá 900 triệu là ông này xuất sắc. Bát cành hay đánh nó ghê thở đây nè. Đi bát. Nãy giờ mình nghe nhạc qua điện thoại nha, bây giờ mình sẽ nghe nhạc qua CD. Chiều cao của lo là 25cm, chiều ngang cả bộ vàng là 45cm. Vàng này sử dụng tốt cho phòng 20-25m². Đây là hàng âm thanh nội địa Nhật, chạy điện 100V. Các anh vui lòng đừng cắm nhầm 220 nha. Nếu nhà mình có ổn áp thì mình lấy điện 100V ra sử dụng, còn không thì mua đổi nguồn bên em. Giá bán là giá bộ vàng, không kèm đổi nguồn, không kèm phụ kiện như kết nối điện thoại. Và em không bao ship. Các anh nhận hàng thanh toán phí ship cho bưu điện giúp em. Số điện thoại bên cửa hàng em cũng là số Zalo 0931008099. Các anh gọi đến số này để em tư vấn. Hoặc cần xem hình thì vào Zalo em gửi hình ảnh cho mình nha. Các anh mua bộ vàng này thì cọc giúp em 300.000, số tiền còn lại bưu điện sẽ thu hộ. Vui lòng cọc giúp em. Lâu không về. Khu chiến từng quen tên, thu nằm nơi trận tuyến, xuân trận ngoài ven. Thư muốn gửi về. Chắc em không nhận được, vì quê nghèo xa quá, đâu có người mà.
mang thứ anh biết mình lo. Chắc anh quá sức sức. Bây giờ em quay mặt sau. Em thì mình cảm thấy anh tên đấy nghe radio. Ao ít cái nói điện thoại, một đầu trắng, một đầu đỏ như vậy. Mình cái nói được điện thoại, tivi, máy tính và nhiều thiết bị ngoại vi khác hỗ trợ gọi sức để kết nối sức điện. Công suất âm ly là 55W, công suất loa không thấy ghi trên loa, góc cạnh mặt sau của loa và cả bộ dàn. Bây giờ em xin kết thúc clip test nha, các nào mua hàng thì liên hệ số điện thoại trên bài đăng giúp em.